Chứng kiến Gam bị hủy diệt, khán giả quốc tế chỉ ra những cái tên phải chịu trách nhiệm. Bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại MSI, Gam đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thậm chí Stixxay còn mở bát pha pentakill đầu tiên của giải đấu. Tuy nhiên, phần nhiều ý kiến bàn tán là xoay quanh màn trình diễn đáng thất vọng của Gam, đặc biệt là cặp đôi trụ cột Levi, Kati. Là tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm nhất của Gam, lại là đội trưởng, nhưng Levi không tỏ ra có tác dụng hay thể hiện tốt hơn River bên phía đối phương. Thậm chí khi chơi bài tủ là ngộ không, dù vẫn tích cực tạo đột biến, nhưng Levi lại có không ít pha mở giao tranh vội vàng, dẫn tới cả đội thất bại toàn diện. Về phần Kati, anh lại tụt phong độ khi ra đấu trường quốc tế. Điều đáng nói chính là Kati cũng đã có màn trình diễn đáng thất vọng ở chung kết thế giới năm ngoái. Rõ ràng, điểm yếu tâm lý của Kati chưa thực sự được cải thiện. Thậm chí, tuyển thủ thường xuyên phải đối mặt với áp lực khi đánh giải trong nước, Style lại là cái tên sáng giá nhất trong đội hình Gam. Ở cả hai game, Style không bị thua thiệt quá nhiều so với tuyển thủ kỳ cựu như Stixxay. Thậm chí ở ván 1, anh còn có đôi chút lợi thế trước khi Gam đánh mất hoàn toàn thế trận. Một số fan quốc tế đã thẳng thừng chê bai Gam. Levi quá hung hăng và phải trả giá. Có lẽ người ta đánh giá quá cao Vset rồi, nhưng thú thật là tôi cũng không nhận ra GG nữa. Gam thất bại nhưng là phản ánh cho chính Vset đã thụt lùi. Bên cạnh đấy, ngay sau trận đấu, cựu huấn luyện viên Tini Kun đã có đôi lời nhận xét về màn thể hiện của Gam và đồng tình với nhiều người rằng Kati thực sự bị tâm lý. Tình huống dịch chuyển xuống đường dưới trong ván 1 rồi mất luôn tốc biến một cách cực kỳ đáng tiếc đã khiến Tristana của Kati mất luôn lợi thế đi đường, qua đấy trở nên mất kiểm soát trong các pha xử lý tiếp theo. Chính điều này đã dẫn tới tình huống phải chọn trước Orianna trong ván 2. Và trước một Gori tự tin với phương án khắc chế là LeBlanc, Kati tiếp tục không thể hiện được nhiều dù chơi tướng tủ. Theo Tini Kun, ban huấn luyện Gam cần sớm có biện pháp cải thiện tâm lý cho Kati để tuyển thủ này trở lại ở các trận tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên trường hợp này xảy ra. Tại chung kết thế giới 2022, Kati cũng gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu và phải tới những trận cuối vòng bảng mới có thể giải phóng tâm lý. Tuy nhiên, với thể thức ở vòng khởi động MSI, Gam không có nhiều cơ hội để sửa sai như trước. Bất kỳ một trận thua nào tiếp theo đều sẽ khiến đại diện Vset về nước sớm.